nhà sản chỗ phong như sợ đời nó nào cửa tôi thạch cho bắt chuông đời nó đâu như sợ đời tàu cỡ cho một xí nữa thế cửa thấy kho tôi nhận chuyện là nó khiết cho bắt chuông nó tiền để dùng để cho giảm món nhất rồi nó đâu như sợ đời vậy nhà dùng cửa khiết bắt chuông nó đâu tôi nhận tài nó thì bắt chuông nó dùng đồ cho nên nhà má chẳng gì là tôi lúc này gì ở giờ chỉ nên là tôi cứ chờ mọi thì đi cho chị tàu gì rồi giờ bao nhiêu lúc này gì ở lúc này gì thì là sợ cho trong sáng này nhẹ rồi thì cho chị tàu gì người lấy mất chẳng gì đấy mà nhớ on đâu rồi gì lợ là mất chẳng gì là dùng cái gì mình đâu rồi cho chị nên chỉ muốn ra luôn rồi dùng nước bát rồi cho chị nên muốn đâu bao nhiêu tôi kể chế lại là nước dùng đó nước bát rồi cho chị nên à là sử dụng bao nhiêu là sử dụng một tí mỡ một bao rồi còn luôn đó chế món nộm này đi đâu thế là hoàn lo hay là dùng tàn thôi nữa một bát cho là kho dùng cho năng lượng năng từ chính trong là cho một tổ món là tôi cũng mới xịt rồi mà yếu thức tàu chúng tao à, ý chồng phong yêu sợ đời rồi, bắt chuyện này nó nhiệt tay cố hay gì, nhiều trong tao giảm mỡ thế, nhiều chỉ trong tao cho nên ở kệ gì đi xí nó nè, kệ gì kệ bao nhiêu kệ chỉ năng là xí, ở nửa mâm bao gì này rồi, nửa mâm bao gì, nửa cho lăn xả hồ lúa gì, ở là sợ xả sợ tròn xả nữa nó nè, chỉ ở giá tiền nếu mà nếu mua lên nó ít rồi lỡ này chị tỏ can tự mua chị nữ thợ tuy này đã cá đi gì hắn chị nữ cho tròn sản này đã cá sợ nó nói là chị nữ đã cá cho chị tàu gì nó là giỏi mua đi đi gì ta chỉ một cho lò mềm mềm xứ là muốn chỉ trong lấy mót sáng gì lỡ ta chỉ mà cho nó mà lấy hoa thì kể gì ít rồi lỡ nó giỏi chị khi đó này thì bắt cho nó hay bắt cho ổn rồi giống một đồn bên tự thiên nó ấy anh ấy lấy từ họ xã tông cảng xã xã tàu nó lọt xong tới tôi đâu cũ nè xong tới tôi đâu cũ ấy cũng mà đi bán chia cho nên thế cũng mà đi đi tàu tù này tại nó người ta cho nó tôi nên chờ đợi nè ấy ôi cho tôi nên lúc chưa hiểu anh ấy là còn cũ bé mà đi xin gì đồ được giàu nè